Minh nhà đất, Ano nhà đất 365 bán nhà đất Hải Phòng. Chào quý vị anh chị, thông tin sản phẩm mới cho quý anh chị nào phù hợp và có nhu cầu. Cần bán nhà 4 tầng Chu Văn An, Lê Lợi, Ngô Quyền, điện thoại 0388832303. Chỉ 2,99 tỷ cần bán nhà 4 tầng Chu Văn An, Lê Lợi, Ngô Quyền. Diện tích 45m², ngang 4m4, ngõ 2m, điện thoại 0388832303. Chủ cần bán nhà 4 tầng Chu Văn An cho ai thiện chí? Liên hệ ngay anh Minh 0988860616. Chi tiết trên Facebook anh chị đánh Thăng Chu Văn An Minh. Địa chỉ Chu Văn An, Lê Lợi, Ngô Quyền. Thông tin trên bìa đỏ, diện tích là 44m², mặt tiền là 4m4, rất là đẹp, ngõ 2m. Công năng kết cấu 4 tầng, 4 phòng ngủ, 3 vệ sinh, phòng bếp, phòng khách, phòng thờ, sân phơi. Đầy đủ công năng. View hồ An Biên, thoáng, mát mẻ. Đường đi ra hồ rất đẹp, thông thoáng. Gần trường Chu Văn An, sân vận động, Lạch Tray. Gần cung văn hóa thanh niên Hồ An Biên, khách sạn Lạch Tray. Giao thông thuận tiện ra đường Chu Văn An, Lạch Tray, Lê Lợi, Đông Khê 2. Gần chợ, ủy ban nhân dân, trường học các cấp. Tiện ích dịch vụ đầy đủ không thiếu thứ gì. Pháp lý bìa hồng chính chủ, giá chỉ 2,99 tỷ có thỏa thuận. Anh chị có thể xem thêm các sản phẩm khác tại Ngô Quyền bằng cách đánh Thăng dưới 3 tỷ Ngô Quyền Minh trên Facebook. Gọi ngay anh Minh 0388832303. Phục vụ chân thành, nhiệt tình, uy tín 24/7, không qua trung gian. Tiếp khách lịch sự, không qua cầu rút ván, thông tin chuẩn 100%. Sàn bất động sản Ano nhà đất 365. Địa chỉ số 1 đường Máng Nước, An Đồng, An Dương, Hải Phòng. Đây là thông tin hình ảnh của căn nhà qua hình ảnh. Đấy, phía trước của cái hàng rào đấy chính là con đường mà view ra hồ An Biên. Cái thực tế thì cái trước đây cái ngõ này nó là 2m. Đấy, nhưng mà bây giờ nó có cái đường view ra hồ và đường xung quanh hồ rất là đẹp. Đây là phòng khách và phòng bếp. Cầu thang cuốn. Đấy, phòng bếp đầy đủ công năng. Bếp thiết kế hình chữ N. Chỗ để tủ lạnh rất là rộng. Kê bàn ăn rộng thoải mái vì nó là ngang 4m4 mà. Phòng ngủ, phòng vệ sinh, phòng ngủ, phòng vệ sinh, đầy đủ công năng, phòng ngủ. Nhà này thì rất là vuông vắn trên sổ đỏ, view hồ, bìa rất là đẹp. Đấy, phía sau nhà nó chính là trường Chu Văn An luôn. Cảm ơn quý anh chị. Anh chị có thể ủng hộ kênh bằng cách like, share video cho nhiều người biết và cần có nhu cầu, hoặc anh chị có thể comment ở phía dưới phần bình luận của video. Anh chị đăng ký kênh để nhận được những video mới nhất miễn phí về nhà đất Hải Phòng để ủng hộ kênh. Xin chân thành cảm ơn.